Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông được UNESCO công nhận vào tháng 9 năm 2019 có diện tích 4.760 km2, trải dài trên địa phận 6 huyện thành phố của Đắk Nông bao gồm Krông Nô, Cư Sút, Đắk Miêu, Đắk Song, Đắk Lông và thành phố Gia Nghĩa. Đắk Nông có bề dày lịch sử địa chất với các mốc chính như sau. Lịch sử của công viên địa chất Đắk Nông bắt đầu từ khoảng 600 triệu năm trước, khi nơi đây còn là bộ phận của siêu lục địa cổ Gondwana. Cách nay khoảng 180 triệu năm, nơi đây vẫn còn là đại dương bao la với đa dạng và phong phú các loài sinh vật biển. Đến khoảng 170 triệu năm về trước, đại dương lùi dần, chuyển thành lục địa và tồn tại đến bây giờ. Dấu ấn còn để lại là lớp trầm tích biển phân lớp rõ ràng có nhiều hóa thạch như đá ở thác 7 tầng Phi Liêng. Khoảng 150 triệu năm về trước, magma xâm nhập hình thành khối đá hoa cương bên trong lớp đá trầm tích biển. Cách nay khoảng 25 triệu năm, do ảnh hưởng của hoạt động tạo núi Himalaya, hình thành nhiều đứt gãy chia Tây Nguyên thành nhiều mảng. Các mảng được nhân lên với nhiều mức độ khác nhau. Khu vực Đắk Nông được nâng cao 1.000 mét. Quá trình bóc mòn diễn ra mạnh mẽ, làm lộ hẳn khối đá hoa cương ra bề mặt như khối núi Tà Đùng. Trong khoảng thời gian cách nay 3,5 triệu năm, kèm theo hoạt động đứt gãy là hoạt động phun trào ba gian kéo dài đến thời điểm cách nay 8.000 năm. Nhiều nơi kết hợp phun trào với các pha phun nổ. Hoạt động phun trào núi lửa này tạo một lớp ba gian che phủ bề mặt của đá trầm tích biển và đá hoa cương, chiếm đến một nửa diện tích khu vực. Hoạt động núi lửa tạo ra địa hình khá bằng phẳng cho Đắk Nông và hấp dẫn du khách với các nón và hang núi lửa. Hãy đến Đắk Nông cùng Exotic Việt Nam cảm nhận và trải nghiệm sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Một trong những cái mà nó gọi rời rạc đó là nó là tro bụi núi lửa. Và cái pha đây đứng như pha phun nổ, cứ làm cái bùm cái nó bay lên và rớt xuống, bùm nó bay lên rớt xuống. Giờ có nhiều nơi những sản phẩm này nó kết hợp với bazan nữa thì nó sẽ cứng hơn. Vì lúc đó bazan như là một loại xi măng gắn kết của những cái tro bụi núi lửa. Rời rạc là một, giờ thứ hai là gì? Gần như nó không có sự chọn lọc. Chọn lọc thì trong thiên nhiên nó có trình chọn lọc là nhỏ ra nhỏ, lớn ra lớn, do nó có cùng một cái động cơ về cơ học. Nhưng ở đây là gì? Lớn nhỏ tùm lum hết.